Dạ vâng, đệ tử Cao Phong xin kính chào quý vị các bác và toàn thể anh em. Xin chào anh Đinh Hữu Toàn, địa chỉ thôn Thạnh Phú Đông, xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. Hôm nay đệ tử Cao Phong sẽ test một cặp loa hàng Mỹ Xịn JBL, model là 925, bát đánh sâu, đánh gọn, đánh rất là nồng nàn, đang phát ra từ những cặp loa hàng Mỹ Noi được sản xuất tại bang California, USA, Virgin, USA. Hàng chuẩn và loa trong tình trạng nguyên zin, đẹp xuất sắc. Zin nguyên bản JBL 925 được sở hữu cho mình một bát 40 gân vải lụa tẩm dầu và tép kẹt. Con này dùng cho karaoke và nghe nhạc trong gia đình và hát các buổi biểu diễn sân khấu, biểu diễn chuyên sâu hoặc là các bác đi làm sự kiện thì rất là tuyệt vời. Loa rất là đẹp, zin đẹp xuất sắc luôn, được sở hữu cho mình một cái thân hình rất là đẹp và khung vừa vặn trong gia đình các bác nhé. Chiều ngang được sở hữu cho mình một chiều ngang nó tầm khoảng hơn 40 gần 50 và chiều cao tầm khoảng 60, chiều sâu tầm khoảng 30-40, tức là hình dáng của nó rất là vừa vặn để các bác ghép vào cấu hình âm thanh gia đình. Thì hôm nay anh Đinh Hữu Toàn, địa chỉ thôn Thạnh Phú Đông, xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên đã đặt hàng ở điện tử Cao Phong một cặp loa JBL được đóng hàng kỹ càng và chuyển vào Phú Yên cho anh Toàn. Xin mời anh xem hàng và nhận hàng giúp điện tử Cao Phong, rất đẹp luôn, bao zin, bao xịn và bao hay luôn cho quý vị các bác. Khi mà các bác đang chơi những dòng sản phẩm từ Mỹ Noi, ví dụ như dòng cục đẩy, lọc, xì và những đôi loa JBL, đôi loa Mỹ, thì các bác biết là nó có một cái giá trị riêng và cái chất âm riêng, không một dòng loa nào có thể sánh được cái chất âm của những dòng loa JBL. Thì hôm nay một trong những ứng cử viên nặng ký đó là những cặp loa JBL 925 đẹp xuất sắc bắt đầu được lên được để gửi đến anh Toàn. Xin mời anh. Và các bác có nhu cầu về những dòng sản phẩm loa JBL hoặc là các dòng sản phẩm khác để ghép vào cấu hình âm thanh, nghe nhạc và karaoke, xin mời quý vị các bác liên hệ với trung tâm điện tử Cao Phong, số điện thoại 077226096 để sở hữu cho mình những cặp loa, những dòng sản phẩm cục đẩy, vang lọc, súp hơi, súp điện, các dòng bass 30, 40, 50, các dòng máy nén tiếng, nâng tiếng, idol, CD, acoustic, CB600 hoặc là các dòng sản phẩm khác như lọc xì, vang, số vang cơ, rất rất nhiều các sản phẩm đang chờ đón quý vị các bác tại trung tâm điện tử Cao Phong và rất là đẹp luôn, JBL các bác nhá. Đấy, đây là cái thông số và thùng vách của nó còn nguyên zin, tất cả rất là đẹp, thùng được bao bọc một lớp da, đấy, rất là đẹp luôn, các góc được một bộ để chống chảy xước khi vận chuyển. Chất âm của những dòng loa JBL 925 này thì chất âm của nó rất ấm sáng, hát karaoke rất là nhẹ, hát karaoke rất là nhẹ luôn. Đấy, tiếng tép đánh tươi, giọt, cao và rất là hay luôn. Bát đánh nồng nàn và chất âm còn rất là bay, sáng tiếng. Rồi, các bác có nhu cầu xin mời các bác liên hệ. Và các bác xem video xin mời các bác đăng ký kênh điện tử Cao Phong trên trang YouTube để tiếp cận và trải nghiệm các dòng sản phẩm âm thanh tại điện tử Cao Phong. Xin chúc các bác và anh Toàn cùng gia đình luôn sức khỏe, hạnh phúc. Rồi, rất đẹp luôn. Đây em sẽ quay cái model ở phía sau. Đây, tất cả trên đỉnh thùng vách còn rất là đẹp luôn. JBL. Đây là model nha các bác nha. Đây, 925 này. 925. Số series. Đó. 925 model MR 925. Đây số series này, Made in USA. Đấy. Hàng đẹp xuất sắc luôn. Hai chiếc, đây là ngõ vào bằng rắc yêu chích và cả 6 ly các bác ấy, rắc 6 ly. Đặc trưng của những dòng loa Mỹ là hỗ trợ vừa rắc điều chỉnh và vừa rắc 6 ly luôn. Đó, đây là tay xích vận chuyển MR 925 series của loa rất là đẹp luôn. Và xin cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác và anh em vào các video tiếp theo. Tiếng rất hay luôn. Tình tình sao em thì em nói em yêu tiền, tiền là tiền, chung thủy thôi đâu bằng. Đừng giận em nhé, em tròn tiền nhé anh. Tình tăng tình thua.
lòng.